Dạ, kênh video Đức Phúc Trần gửi lời chào đến đại gia đình chúng ta. Buổi trưa chúng ta có ngày tốt lành, nhiều niềm vui ha. Trưa nay thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng viếng một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở khu vực của Châu Đốc, An Giang. Đó là ngôi chùa tên địa phương gọi là chùa Hang. Nhưng mà tên chữ của chùa đó gọi là chùa Phước Điền. Kính thưa đại gia đình thân mến, rằng là ở khu vực Châu Đốc núi Sam này, trong cái cụm di tích miếu Bà Chúa Xứ, chùa Phật Thầy Tế An cũng như là lăng Thọ Ngọc Hầu, thì nằm cách cụm di tích đó khoảng chừng một cây số về hướng của tỉnh Biên, thì chúng ta sẽ gặp một cái ngôi chùa cũng rất là đẹp, nằm ở trên sườn núi của núi Sam này. Như đã chia sẻ thì núi Sam nó là một cái ngọn núi mà từ trên không trung chúng ta nhìn xuống giống như một con sam biển, nên gọi là núi Sam. Và ở đây thì có một ngôi chùa nằm ở trong hang núi, nên người dân người ta quen gọi là chùa Hang. Nhưng thật ra tên chữ của chùa đó là chùa Phước Điền. Nhưng ta biết rằng là theo sự xa xưa thì người ta chỉ biết rằng là đây là ngôi chùa do một cái cô đó người Hoa từ khu vực Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Và cô chán nản với cuộc sống trần tục, muốn khoác áo nâu sầu để tìm cái nơi thử thanh thản, hạnh phúc của cuộc sống của mình. Chính vì thế là cô đã tìm đến đây để tu niệm. Và khi cô đến đây tu niệm thì cô đã lập am lập miếu để thờ khu vực này. Khi đến đây cô lập am miếu để thờ gì đó thì tụng kinh cỏ mỏ, nhờ những kinh kệ thì cô quên đi cái chuyện sầu khổ cuộc sống. Khi đến đây thì tương truyền là cô phát hiện được một cái đôi rắn rất là to lớn, đó nên cô đặt tên cái đôi rắn đó là Thanh Xà và Bạch Xà. Và cũng được biết rằng là từ khi mà cô đến đây tu niệm như vậy đó, thì cái đôi rắn này trở nên hiền lành, không còn hung tợn nữa. Cái này là kiểm tra sức khỏe. Cố lên. Dạ, tại anh Lộc anh mới leo hồi sáng rồi nên giờ anh mệt rồi. Quay ngó cái mông không à. Không thấy gì đâu. Lại chú quay là đừng quay gì nó kịp nè. Thì chúng ta biết rằng là khi cô đến đây khoảng năm 1840, sau đó chùa được sửa chữa xây dựng lại từ năm 1884. Chùa được trùng tu sửa chữa được khang trang cho đến ngày hôm nay từ năm 1937. Sau năm 1937 thì có nhiều cái lần trùng tu, cho nên chùa được nằm trên một cái sườn của núi Thai Sam và được hướng ra nguyên cánh đồng ruộng lúa mênh mông của khu vực Châu Đốc An Giang này, nên được đặt tên chữ đó là chùa Phước Điền. Sau khi mà chúng ta đi vượt theo cái chặng đường bằng bậc tam cấp khoảng 300 m thì chúng ta sẽ lên tới chánh điện. Thì chúng ta lên chánh điện. Lên chánh điện đây thì họ yêu cầu chúng ta phải bỏ giày dép bên ngoài, nón cầm tay, và những ai mặc những trang phục nó không trang nghiêm thì chúng ta cần phải
có mượn những cái áo tròn của nhà chùa để chúng ta khoác vào. Vì sự trang nghiêm thanh tịnh của Bồ Tát, xin quý khách vui lòng đến dân xét hai bên và không đổ không nói. Vì sự trang nghiêm thanh tịnh của Bồ Tát, xin quý khách vui lòng đến dân xét hai bên. Trong cái phim này nữa, đó đây cho. Dạ chó gì vậy? Chó chụp hình á. Dạ được, dạ được. Thấy không? Đó. Dạ. À đây cho quay phim mà lên trên cao. Dạ đây là chánh điện của chùa. Họ cũng thờ theo kiến trúc của phái thiền. Ở giữa đó là Phật Thích Ca. Và hai bên đó là hai vị Bồ Tát Văn Thù Hiền Vô Hiền. Trên đây thì chúng ta nhìn về quang cảnh bên ngoài của những cánh đồng lúa của vùng Châu Đốc An Giang này. Mình là vô khu vực của hang. Hai ba người xem một lối đây. Đó, chưa. Đưa, 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 đó. Ồ, quá đẹp. Quá đẹp. Mình thấy mình còn thấy đẹp mà hả? Ba nào đến đây hả? Dạ. Ở đây là cái điện ở tại khu vực hang. Trước khi vô hang. Dạ, ở đây người ta cho phép mình thắp hương ạ. À. Mình có thể thắp hương ở đây. Dạ, và hồi nãy con có chia sẻ trên xe đó là ở ngôi chùa này thì cho một cái người thí chủ nữ đó ở người Hoa mà tìm đến đây để tu niệm. Và khi phát hiện ra ngôi cái hang động này để tu niệm đó thì tương truyền thôi là ở trong đây có đôi gai rắn rất là to lớn. Cho nên ở đây người ta có tạc hai cái con rắn ở trong này sơn cái màu xanh và màu trắng gọi là thanh xà bạch xà ha. Cho nên mình có thể vô đây mình chiêm bái trong đây cũng được. Đây là thanh xà bạch xà nha. Là ở đây nha, chứ không phải người đi trước ha. Phải nói rõ. Dạ. Cho không bỏ điền đấy hả? Ủa chứ phải đi đường này luôn hả? Dạ chưa. Bây mình không đầy. Rồi lấy con vừa kia ra. Vô hang động nha. Thank you.
Lên đây trước đi tí nữa xuống. Để tí nữa mình xuống đây nhưng mà mình lên điện trước. Mình trở lại. Không có những điện thờ. Dạ, hơi tối nha, hơi tối. Không có một tí nữa mình trở ra đó, có người trở ra đó. Dạ. Ở đây là mình vô đây mình chỉ viếng cái điện thôi, điện thờ với điện thờ đây thôi, còn tí mình trở ra chỗ hồi nãy, cái nhỏ hồi nãy. Dạ dạ, tí nữa đi ra luôn, tí mình ra luôn, dạ. Tí nữa mình không quay lại đường cũ này, mình đi ra luôn. Đây có hình tượng lúc mà Đức Phật Thích Ca họ tu cái tiết hạnh đó và khổ hạnh đó à, kiết xác đó. Dạ. Rồi tiếp tục. Ở đây nó hơi hẹp nha, hơi hẹp hơi tối nha. Chú cẩn thận chứ chú đang đi vô đường co ấy nha. Dạ rừng ra rồi, trần hết rồi, tới rồi. Rồi, kết thúc chương trình. Kết thúc hang là chúng ta sẽ đến một cái điện rất là lớn được xây dựng trong những năm gần đây. Ừ.
Mô Phật. Mô Phật. Các con đang ở trong chùa đừng có ôm như vậy. Rồi. Dạ, mình hạ sơn nha. Dạ. Hạ sơn thì dễ rồi. Xuống. Xuống núi, xuống núi. Mai còn đi chỗ hang nữa, cứu thì ta chơi thà chăn cứu công chúa vậy. Còn vô trong hang cứu công chúa ra nữa. Công chúa bị nhốt hả? Dạ. Lâu chưa cứu rồi. Mai có công chúa mẹ cứu ra liền. Cứu ra liền. Biết cứu trước rồi phải không? Cứu rồi. Dạ, mình qua bên tay trái. Xuống đó cũng được nhưng mà nó đi cái này đẹp hơn. À. Chú Tiểu chào đò đè đò đây. Nước đây chưa được thay, nó xanh quá. Lên đâu anh? Đỉnh núi Cấm. Dạ không. Dạ, mình không có lên núi Cấm. Dạ. Núi đã cấm rồi sao lên? Chưa núi cấm rồi, cũng cấm rồi sao lên? Hay là núi Cấm là đẹp. Ủa, ai làm cặp sư tử này ngầu quá. À. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Nguyên một cánh đồng ruộng lúa mênh mông, cò bay thẳng cánh của Châu Đốc An Giang. Dạ. Nóng bị trơn nữa. Đây, ra đây cái mình trở lại điểm ban đầu. Dạ. Vô thường. Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não? Đã biết là phiền não, sao lại còn trói buộc? Đã biết là trói buộc, sao chưa chịu buông xả? Quá wow, hay à. Ê, không thể phát được á. Dạ. Dạ rồi, hôm nay có dịp trở lại với chùa Hang, hay gọi là chùa Phước Điền. Thì xin được gửi đến đại gia đình ta những hình ảnh ở tại chùa Hang. Bây giờ thì xin được dừng video này tại đây. Và hẹn gặp lại gia đình chúng ta ở những video kế tiếp nha. Vô trong cầu đa nè. Ở xe anh ta đó. Biết là anh ta giờ ở đây không? Thì chỗ công viên á.